Chúng ta đang mở ra cái bài hôm trước nhá. Mở ra cái bài hôm trước đây. Bài hôm trước là bài như này, thành ra lại một chút này. Bài hôm trước là bài chúng ta học về cái cách dùng các biến nhớ là rất quan trọng và cụ thể. Chúng ta đang học cái cách biến nhớ là cái biến nhớ là gravity. Đấy, cái này là cái rất quan trọng. Một cái biến nhớ để mô tả cái để mô tả cái trọng lực của trái đất, thì chúng ta chú ý nhé là như sau này. Người này sẽ là xuất phát từ bên trái, khi ta bấm vào nút lá cờ thì người này bắt đầu chuẩn bị, đây đang ở bên trái, và bấm space thì bắt đầu là bắt đầu chạy sang bên phải, bắt đầu chương trình. Và đây thì bấm space thì là chương trình sẽ ra cái thông điệp start, và đây người đó bắt đầu di chuyển sang bên phải, gặp cạnh phải thì lại ở bên trái đó. Và khi chúng ta bấm đây, khi chúng ta bấm đây này, cái gravity là bắt đầu là bằng không nhé. Sau đó đây nó luôn, người đó luôn luôn là bị là changing e by gravity, là nó hút xuống đúng không? Và cái gravity là luôn luôn bị trừ đi. Đấy. Và khi người đó bị rơi xuống thì nếu gặp cái mặt đất ấy, thì sẽ đặt lại cái gravity bằng không. Còn cái up là cái gì? Cái up là mô tả khi mà chúng ta bấm space lần thứ hai đấy. Đây, chúng ta bấm space lần thứ hai thì space lần đầu thì đặt start bằng không, đặt bằng một, còn space lần thứ hai thì chúng ta đặt là gravity bằng 10, là chúng ta nâng cái là cho người đó nhảy lên. Khi nhảy lên chúng ta đặt là up bằng một, khi up bằng một thì người đó sẽ không chạy nữa. Đây, khi up bằng một thì chúng ta xem lại cái lệnh mà cho chạy nhé. Khi up bằng một đây thì chúng ta là cái lệnh cho người đó chạy đây, thì nếu mà up bằng không thì nó chạy, của up bằng một thì nó không chạy. Đó thì đó là cái mà chúng ta đang hiện nay đang có, đúng không? Rồi thì bây giờ như này nhá. Bây giờ đây cho chạy lại cái chương trình của nó đây. Bắt đầu này. Đây chạy. Để coi nó chạy từ sang phải xong lại sang bên trái như thế. Bấm space nó nhảy lên này. Đấy. Đây chính là cái gravity đây. Đó. Được chưa? Đấy. Và chúng ta điều khiển cái bấm space lên thì nó sẽ đi, nó không chạy nữa mà đi một chỗ. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ bổ sung thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ làm thành một trò chơi. Chúng ta đặt ở giữa đây một hòn đá, và người đó sẽ di chuyển, nếu mà va phải đá thì sẽ chết. Thì sẽ chết. Và người đó sẽ phải nhảy lên để bám một quả bóng để bay xa. Thì chúng ta sẽ mô tả các cái đó nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào trong màn hình một cái con mơ có phải mưa không? Đây cái rắp này nhé. Chúng ta để nó ở đây. Đấy. Cứng đây thôi cho tiện nhé. Và bây giờ thầy sẽ cho nó nhỏ đi một tí cho nó đẹp thôi. Đây. Cho nó vào đây nhé. Và sẽ đặt cho nó cái chế độ cho nó là như thế này. Set size như là bằng 60 nhá. Đấy, nó còn như thế này này. Rồi. 80 đi. Đấy, như này nhá. Rồi, thì nếu mà người này người này mà chạy mà va vào đá thì chúng ta báo cho nó chương trình dừng, coi như thua. Như vậy người này bắt buộc phải nhảy lên và nhảy qua khỏi hòn đá thì mới là đúng nhá. Đó. Vì chúng ta làm chúng ta đều bình thường cái lập trình đó là dễ thôi mà, thì nó không có gì. Bây giờ thầy sẽ lập trình lại nhé. Đây, chỉ lại cho người này, nếu mà va phải hòn đá thì chết. Chỉ lại cái việc đó làm đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta để ở đây nhé, bắt đầu chạy thôi. Vẫn là cái lệnh là khi mà nhận được thông điệp start thì như thế nào đây nhé. Rồi và sẽ như sau này. Đây, cho lệnh điều khiển đây. Nếu này
đúng không? Nếu một người đó mà va chạm vào, ta dùng cả cảm biến sensing sinh này, nếu mà thất sinh này, rồi có một loạt mới vào thì cho vào hết rồi nhé, được thầy bây giờ cứ cho vào hết đi, rồi là trong quá trình chơi, nếu mà trong quá trình mà học mà có bạn nào mà lại hacker lần nữa đấy thì thầy sẽ đuổi ra, và sẽ đuổi ra. Làm sao biết hacker thầy? Biết luôn ngay, biết ngay hacker là cậu đó luôn là phá đám thầy, thì biết thầy biết ngay và thầy sẽ đuổi ra và thầy khóa là khóa lúc ngay nhá. Đây này, đây là cái lệnh là nếu mà gặp đây là bố mẹ, nếu mà chạm vào hòn đá này thì sẽ chết, thì chết như thế nào thì làm chúng ta cho người đó nằm ra thôi. Bây giờ người đó như này nhé, người đó sẽ lăn ra và chết này, chúng ta cho như sau này, chúng ta cho người đó là one in direction là úp xuống này đúng không, và xếp cho nó một cái vị trí, đặt cho nó ví dụ như này Action. đúng không, và set y cho nó bằng mà tại vị trí nào đó đây này, chạy nhé và dừng lại vị trí ta thấy cái y không của ta là -84 cho nên thấp xuống một tí, còn là âm 100, ta cứ kiểm tra sau nhé, set y bằng âm 100 và stop, mà cho lệnh stop on luôn ở đây coi như dừng stop on. Còn thích nữa thì các bạn cho nó kêu một câu, cho nó kêu một tí cho nó hay đi. À, đây cho nó ta thu âm một tí nhá, cho nó hay hay thôi. Đây thu âm này, ối ối đấy, thế là xong thu âm này nhé. Đấy. Đây này, ối ối rồi ghi lại là ối này, ối nhé. Rồi, thì đây tôi quay lại lập trình cho cậu này nhé. Đây, nếu mà set cho cái này thì cho nó gối và chết nhé. Start. Ôi. One in direction này. Nhưng mà chúng ta muốn là gì? Là nó phải chết, nó phải dừng lại ngay thì ta cho cái gì nhỉ, chúng ta đặt gì nhỉ bây giờ nhỉ, Ối 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 chết ngay, nhưng bây giờ ta muốn cho nó chết ngay nữa thì ta làm như này nhé. Ở đây là nó thấp quá, bây giờ để thể cho nó âm 120, chắc nó chìm xuống hơn. Mà vẫn cao quá. Bây giờ cho nó chết làm cái nào, bây giờ cho nó nhanh nhất này. Cho dừng lại ngay, giờ chúng ta bây giờ có một lệnh cho nó dừng lại ngay thôi được. Cô thầy tôi làm sao nhé, chỗ này ta lập trình sau nhé, để cho nó dừng lại một chút dễ, ta không cho dừng lại ngay đấy. Bỏ bỏ cái này ra, bỏ cái này ra, cho dừng luôn nhé, cho dừng luôn này, kiểm tra một tí nhé. Đấy, chết luôn nhé, cái ố này để ta làm sau rồi. Thế thì như vậy là người đó trò chơi chúng ta là có người đó thực hiện cái này này. Ôi 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 Tác văn như này, các bạn nào tác văn như này không ảnh hưởng đến các bạn khác nhé. Rồi, thế bây giờ làm như sau này, bây giờ bắt đầu khó này, bây giờ thầy làm như sau, thầy sẽ cho vào mình một quả bóng, hai quả bóng sẽ bay từ bên này sang, và em bé này là phải làm sao là phải nhảy lên bám vào quả bóng
để mà tránh cái hòn đá này. Nhưng làm nhưng mà em ấy phải bấm bấm space. Khi bấm space lên thì bám vào bóng, bấm space lần nữa thì rơi xuống, thì rơi xuống thì lại chạy tiếp. Thì vấn đề là làm sao em ta điều khiển em bé cho là tránh chạy được qua màn hình rất nhiều càng nhiều còn tốt mà không bị chết. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào màn hình một cái nhân vật nữa là quả bóng, được chưa? Đây, và bây giờ tôi sẽ điều khiển quả bóng. Quả bóng sẽ luôn chạy từ bên trái sang bên phải một cách là ngẫu nhiên, và chúng ta để cho nó ở trạng thái rất là ngẫu nhiên như sau. Để điều khiển quả bóng là như sau. Đây, điều quả bóng này. Khi bắt đầu chơi thì ta cho nó là ẩn đi. Ta cho nó ẩn đi. Đây, ta cho nó ẩn đi. Và khi bắt đầu chơi thì chúng ta cho nó hiện hiện lên. Được chưa? Đây. Và khi bắt đầu hơi bắt đầu chơi nhé. Khi mà bắt đầu nhận được thông điệp start. Đó. Thì quả bóng bắt đầu hiện ra. Bây giờ tôi để bóng bé một tí. Bóng cái để hơi to quá. Ta để cho nó cái kích thước được khoảng 70 thôi. Chẳng là vừa chưa nhé. Ôi, quên mất. Chúng ta bắt đầu chạy này. Khi bắt đầu chơi thì chúng ta cho nó hiện ra. Cho nó hiện ra. Và đặt nó ở cái vị trí như sau. Chúng ta sẽ cho nó làm như sau. Nó sẽ xuất hiện ở bên trái, nhưng mà là đây là âm 240 và y là một cái giải ngẫu nhiên. Một giải ngẫu nhiên, ví dụ như là chạy từ 100 đến 150 chẳng hạn, 160 chẳng hạn. Đấy, cho nó chạy. Và nó sẽ di chuyển liên tục từ trái sang phải, từ trái sang phải. Đây, cho nó di chuyển liên tục đây. Liên tục từ trái sang phải, được chưa? Bút về phía trước, à chúng ta cho nó một cái chỗ ngẫu, một cái chỗ cho nó bỗng nhiên thêm, bỗng nhiên nhé. Đây, cho nó... thầy sao lại chúng ta độ y thấy sao y mà y là ngẫu thầy nhiên, muốn nó chạy từ trái sang phải thì thầy phải chỉ ta độ y chứ thầy, để thì âm 20 đây mà, đúng không? Quả bóng cho nó mặc định cho nó là hướng bên vừa bên phải nhé. Đó. Và nó trường ngẫu nhiên từ 1 cho đến 5 giây thì nó có hiện ra ở bên trái nhé. Và nó di chuyển sang bên phải. Đây, bước ở phía trước là 10, là 10, 10 là 10 bước đây. Và nếu mà gặp cạnh thì quay lại. Hello, 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 hello. Đây, if nha. If cái gì? If đây. If mà nó vượt sang bên phải. Nếu mà tọa độ x gì? Tọa độ x của nó mà lớn hơn 240. Lớn hơn 240 thì đặt trở lại, thì nó muốn đặt nó quay trở lại. Thì là set x gì? Bằng âm 240. Đó. Là nó vậy, là nó chúng ta sẽ luôn luôn chuyển động, luôn chuyển động nhé. Bây giờ chúng ta cho thêm lệnh nữa đây cho nó hay nữa cho nó quay lại, chúng ta quay lại nó vẫn là set như thế này và cho nó chờ được khoảng 3 giây thì nó sẽ lại chạy lại. Đấy. Không thấy nó chạy nhỉ? Kiểm tra một chút nhé, sao nó không thấy nó chạy? Cái bộ phía trước là 10 đây nhé. Nếu mà ta kiểm tra cho nó có chạy chứ nhé. Ta gửi. Ui dồi thầy ra. Bạn nào là bạn mới đấy nhỉ? Thôi thầy. Ơi. Đây nhá.
Thế này. Sai chỗ nào nhỉ? Nó lên chơi chậm cái này nhỉ? À đây bỏ cái này ra. Chạy hơi nhanh quá, mình sẽ để cho nó cái vận tốc là từ 1 cho đến 10. Chạy hơi nhanh quá. Đấy. Khi quay trở lại thì thầy đặt cho nó ấy nè. Đây thầy nhầm chị, thầy là đặt thêm cho nó quay trở lại, nó lại hiện lên ở vị trí ngẫu nhiên. Set y bằng đây. Nha. Yeah. Lại nào. Nó như vậy là cái quả bóng chạy chạy từ trái sang phải, đúng không? Đấy. Đặt lại nhé, thầy đặt lại cho xuống đi nữa này. Là 70 này. 70 cho nó lùi xuống một tí. Đấy. Rồi đấy. Đấy, rồi đấy nhá. Ờ như vậy em bé sẽ phải nhảy lên và bám vào quả bóng. Được chưa các bạn? Đấy, chúng ta sẽ lập trình cho quan trọng nhất. Như vậy quả bóng này là dễ hiểu rồi, không có gì. Chúng ta lập trình cho một quả bóng đã. Còn cho lát nữa chúng ta sẽ lập trình cho nhiều quả bóng. Rồi, như vậy là bóng rõ rồi nhá. Như vậy em bé sẽ phải nhảy lên và bám vào quả bóng. Đó. Thì chỗ này là chỗ chúng ta phải điều khiển đây. À, điều khiển là như sau nhá. Là giả sử trên trời có nhiều bóng. Nên em bé vào bám quả bóng rồi thì không bám vào quả khác nữa. Như vậy là tại một thời điểm em bé chỉ bám được một quả bóng thôi. Đó. Thì ta phải lập trình đấy mà. Nếu mà chúng ta lập trình là gặp bóng nào có bám vài thì có thể ta sẽ vẽ trên màn hình là nhiều quả bóng. Cũng như là hai ba quả bóng khác nhau. Thì nếu như vậy thì em bé sẽ chạm quả bóng nào đó. Thì nó sẽ quả bóng khác đi qua, nó chạm vào cả hai. Như vậy là dính vào cả hai, như vậy là sai. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đặt điều kiện là gì? Là em bé chỉ nhảy lên và tại một thời điểm chỉ bám vào một quả thôi. Bám vào một quả thôi. Được rồi, chúng ta sẽ lập trình nhé. Đây. Cách thứ nhất là chúng ta lập trình từ em bé. Đây, chúng ta sẽ lập trình bằng cái đừng lấy nhiều quá bé ơi, bé tham rồi. Nếu mà trong khi nhảy lên mà chạm vào quả bóng thì dính vào, nhưng mà chú ý là chỉ tại một thời điểm chỉ có một quả bóng được chạm thôi. Cho nên chúng ta làm nào để biết được nhỉ? Chúng ta bắt buộc phải đưa ra thêm một cái biến nhớ nữa, thì rất rất quan trọng đấy, cái biến nhớ nữa để mà mô tả cái trạng thái chung của em bé, là em bé hiện nay đang bám vào bóng hay là không. Đó, nếu đang bám thì chạm bóng nó vẫn không dính vào, nhưng nếu mà không chạm thì ta sẽ đặt là chạm và cho dính vào quả bóng. Đó, chúng ta chú ý nhé. Và chúng ta chú ý cái điều đó nhé. Biết là làm sao nhé. Như vậy chỗ này lại thêm biến nhớ rất quan trọng. Chúng ta phải tạo một cái biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái của em bé là đang chạm vào hay là không đang dính vào bóng. Đặt tên nó là gì? Đặt tên nó là dính bóng. Dính bóng. Để mô tả cái trạng thái của em bé. Nếu dính bóng bằng 0 là chưa chạm bóng. Còn bằng 1 tức là đang chạm bóng rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta đặt đầu tiên, chúng ta đặt từ đầu nhé. Là em bé đây này. Mặc định bắt đầu của chương trình là em bé lại đặt dính bóng bằng 0. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển đây. Đây, chỗ này rất quan trọng đây. Rất quan trọng nhé. Đây, start đây này. Đó. Và chúng ta sẽ điều khiển như sau. Một số bạn bây giờ mới vào. Đây. Em bé đây nhé. Và chúng ta sẽ điều khiển như sau. Cũng như thế thôi. Tức là trong cái vòng lặp vô hạn. Nếu mà chạm vào thì nếu mà chạm vào bóng. Đấy. Nó chạm vào bóng nhé. Nhưng mà với điều kiện là nếu chạm vào bóng. Nhưng mà với điều kiện là chưa dính cái bóng nào thì ta mới cho nó dính vào. Đây. Thì chỗ này là phải gì? Là phải có cái điều kiện là gì? Nếu chạm vào bóng. Đây. Nếu nhé. Một. Điều kiện một là gì? Điều kiện một là touching bóng. Bóng chúng ta nên là có bóng là balloon 1 nhé. Nếu chạm bóng và đây, chúng ta chỗ này rất quan trọng đây. Chỗ này là chỗ rất quan trọng.
chỉ nếu nhé, để ra không nó tốn chỗ quá rồi đây, nếu nếu chạm vào bóng nhé, đấy, đồng thời cái biến dính bóng ấy nó bằng không thì mới đặt điều kiện cho nó đây bằng không nhé. Để nếu này đây, nếu mà em bé đây dính vào bóng và dính bóng bằng không thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cho nó cho dính bóng thì cái là như sau, chúng ta sẽ đặt là dính bóng bằng một đó, như vậy là trong thời điểm chỉ có dính bóng một lần thôi, bóng một lần, và sau đó là gì, là em bé sẽ làm sao, em bé sẽ phải gắn chặt với quả bóng cho đến khi nào mà thoát ra thì thôi. Đấy, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là go to của bóng thôi, nhưng mà chúng ta dùng cái lệnh này để điều khiển là chúng ta sẽ cho nó gì, cho nó là repeat until. Đấy, chúng ta cho em bé là dính quả bóng, đây là cái lệnh này nhé, cái lệnh là go to bóng, em bé sẽ dính vào bóng được chưa, em bé sẽ dính vào bóng đây, mẹ em bé sẽ dính vào bóng đây, sẽ dính vào bóng cho đến khi gì, cho đến khi mà và cho đến khi mà game cái cho đến khi mà đây, cho đến khi mà cái dính bóng mà không thì thôi. Đấy, được chưa, đấy, đây là cái lệnh rất quan trọng là để ta điều khiển em bé dính vào bóng. Thì làm thử chỗ này cho bạn xem nhé, cái này đấy, dính bóng chưa đấy, nhưng bây giờ chúng ta chưa 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 thả thả nó xuống nhé. Thế bây giờ vấn đề là chỗ này sẽ lại là ngang như thế này nhỉ, nó bị ngang như này, dính vào cái gì mà bị ngang ra rồi, thầy sẽ làm lại như này nhé, bóng rồi. Đây, chạy thử nhé, chạy thử lại này. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ điều khiển khi nào thì khi nào thì rời bóng này, khi nào khi khi rời bóng là đây nhé. Khi mà dính bóng bằng không thì khi nào rời? Khi mà chúng ta nháy space một lần nữa. Đó, chúng ta điều khiển cái đó nhé. Nhưng mà chúng ta phải chuyển sang bên này, lệnh chúng ta như sau nhé. Như vậy là bấm space lần đầu thì bắt đầu chơi. Còn sau đó ta bấm space thì nó sẽ nhảy lên. Thì nó sẽ nhảy lên, nhưng bấm space một lần mà khi bấm space nếu mà đang dính bóng thì sẽ nhảy ra, nhưng mà chúng ta sẽ phải ở đây, chúng ta sẽ phải có một lệnh nữa ở đây nhé, ở đây nhé, đây chúng ta sẽ có một lệnh ở đây này, nếu này lệnh ở đây chúng ta làm lại này, nếu bấm space một lần nữa nhé, nếu đang dính bóng thì nhả ra, chúng ta dùng lệnh này đây nhé, bấm space này thì nếu đây, nếu nếu ở đây thầy cho dồn hết tất cả các lệnh liên quan điều khiển display bằng thông qua nhé, thông qua sân khấu để cho nó dễ kiểm tra. Vậy nếu gì khi bấm space nhé, chỗ này vẫn bình thường không hiểu gì cả. Còn đây này bổ sung thêm là nếu mà gì, nếu mà đang dính bóng thì thả ra đây nhé. Đây, nếu này, nếu mà dính bóng bằng một thì thả ra. Các bạn thấy không nào? Để như vậy là chỗ này là chỉ các bạn thấy là vai trò để nhớ là rất quan trọng. Đấy, vai trò để nhớ là rất quan trọng. Chờ thêm mình nhớ vào thôi là tôi chưa sáng sủa đây nhé. Nếu này bấm space thì nếu mà đi bấm bằng một là đang 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 em bé đang dính bóng thì chúng ta thì chúng ta xếp dính bóng bằng không, thì như vậy là thả ra bằng không thì sang bên này thì bóng bên này, khi mà em bé mà dính bóng đây khi bằng không thì dừng lại lệnh này và nó chơi và nó sẽ rơi xuống. Rồi chúng ta thử nhé, xem còn sai như nào không nhé. Bắt đầu chạy này, bắt đầu tính mà bị bấm nút này thôi, bấm vào nó không rơi ra. Vì sao như vậy? Vì như này, vì là ở đây nhé, bấm vào bấm space lần nữa thì Ôi nó ôi 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 các bạn ấy đi, các bạn tắt đi đừng nó rồi đừng bật âm thanh nhá. Cái này ôi 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 ôi
nghĩ là bình thường đi nào, không thành nhá. Cái này vì sao là bấm lực lượng con nó lại không xuống nào? Bởi vì là khi mà dính bóng bằng không, khi thoát khỏi đến này thì lập tức là nó lại quay ở đây, nó vẫn phát sinh vào đây, cho nên lại dính vào đấy. Chỗ này chúng ta sửa một chút thôi sẽ được, chúng ta cho nó dừng một chút, chúng ta cho thêm lệnh ở đây là thêm một lệnh nữa là wait. Về ngoài là khi thoát ra chúng ta cho một lệnh chờ nữa để không quay ở đây ngay, chờ khoảng là 2 giây thì lại ngon lành. Đó, thầy chạy thử cho bạn xem nhé. Đây. Rồi. Ôi, nó không kịp nữa. Đấy, thả ra này. Đấy, nó rơi xuống rồi. Được chưa? Vội quá. Hãy dính vào nhé. Được chưa? Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, như chúng ta thấy là như vậy nhé. Đấy, nhưng mà đây là cái phương án, đây là cái cách chúng ta, để chúng ta ghi cái bài này lại và cái bài ngày hôm nay nhé. Cái bài là chúng ta là có một cách để chúng ta điều khiển bóng là như vậy. Vì thầy ghi cái bài này, bài hôm nay là trò chơi nhé. Game. À, game. À, chạy. Này, bám bóng. Bám bóng. Được chưa? Đấy, cho em xem lại cái phần này được không ạ? Chỗ nào? Cái này đấy gì? Phần mềm nào? Chúng là gì hả cháu? Chúng lại nhân vật nào? Station. À, sân khấu đây gì? Sân khấu đây này. Thêm lệnh này thế này. Thêm lệnh là nếu mà bấm space lần nữa nhé. Nếu bấm space, nếu mà đang dính bóng thì sẽ thả ra. Thì sẽ thả ra như thế này. Được chưa? Đấy. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ như sau. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình này. Chúng ta sẽ bổ sung vào một quả bóng nữa. Thì có 2 quả đi cho nó cùng chạy song song với nhau để em bé sẽ điều khiển dễ hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nạp vào chương trình một quả bóng nữa. Quả bóng thứ hai. Này, thứ hai này. Đặt quả bóng thứ hai này cho nó màu nó khác đi một tí là quả bóng này nhé. Đó. Và thầy sẽ như sau. Và thầy sẽ chuyển toàn bộ cái lập trình của bóng này sang quả bóng này. Bóng xanh như này. Thì copy sang bên này hết. Cho nó giống hệt nhau. Nhé. Để tôi copy sang đây nhé. Đây. Copy sang đây này. Đấy. Và để cho nó... và để cho nó gọi là gì, để cho nó là cho nó khác nhau một chút thì thầy đặt chế độ cho nó đặt lệnh way này nhé. Đây này, ở đây thì đặt lệnh way ở chỗ này cho nó ngay từ đầu, đặt lệnh way từ cho nó khác nhau, lệnh way từ 1 đến 5 giây cho nó lệch nhau. Cái này cũng vậy, đặt một cái lệnh là đây, đặt cái lệnh quay từ 1 đến 5 để cho hai cái bóng nó chạy nó không đồng thời với nhau. 1, 5 đấy. Thế thì thầy chạy thử nhé. Bây giờ như vậy thầy sẽ vay được quyền tiếp này. Như vậy là em bé ở chỗ này là cái lệnh này là gì, là chỉ có điều khiển là gì, là dính vào quả bóng balloon 1 thôi nhé. Thế bây giờ thầy phải đừng copy sang nữa thì thầy làm cái lệnh nữa là đây, copy sang đây nhé, hệt như vậy. Nhưng mà bên này là gì, là balloon 2, quả bóng số 2 này, 2 vào đây là đổi thành nên là quả bóng số 2 này. Thì như vậy ta lập trình như vậy, thì ta sẽ lập trình được cả hai nhé. Thầy sửa lại một chút cái quả bóng này. Thầy đặt lại ở đây nhé. Bỏ đi. Đặt lại cho nó đẹp.
là start như thế này. Đấy. Bóng này cũng vậy nhé. Khi bắt đầu start nó hiện ra không, nó ẩn đi. Thế để cái này hơn, tôi để cái lên trên cho dễ hơn. Đấy. Bên này em vậy. Để cái uôi này lên trên cùng. Đẹp hơn. Rồi. Bia chạy thử nhá. Đây. Đấy, dính vào đây. Đấy, bấm nhanh, bấm nhanh quá. Đấy, dính vào này. Nhảy xuống này. Đấy, dính vào cái thứ hai này. Nhảy xuống này. Đấy. Đây là điều khiển nhé. Dính vào. Đấy. Đấy. Xuống. Dính vào. Được chưa? Đấy, thì như vậy ta hoàn thành cái một cái bản đầu tiên của trò chơi thứ nhất nhé. Thì ghi lại là bản này. Này chỉ là ở bản này các bạn thấy là nó có một cái hay là chúng ta dùng một biến nhớ là dính bóng thôi. Ta có thể điều khiển từ phía em bé dính vào bóng. Bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn một phán khác nhé. Đây là lập trình từ phía em bé, lập trình em bé chạm bóng thì lập trình từ đây em bé đây. Nhưng mà trong nhiều trường hợp ấy thì không phải em bé lúc nào cũng lập trình được như thế này. Vì sao? Vì các bạn thấy là trong start ví dụ có bóng đây không phải bóng thật mà đây là một clone, đây là một cái bản sao thì nó không có lệnh là go to bản sao, không có. Cho nên lệnh này chỉ áp dụng được với là quả bóng là một nhân vật thật thôi. Còn giả sử bóng quả bóng này là không phải là nhân vật thật mà là một clone ấy thì không có lệnh này. Chúng ta phải dùng một cách khác. Chúng ta phải lập trình từ phía của bóng. Đó, thì bị khó hơn nhé. Chúng ta phải lập trình từ phía của bóng. Bây giờ thầy làm khác đi. Bây giờ thầy sẽ CVS sang một cái bản nữa là gì? Là game này. Nhưng mà phiên bản khác thì đặt tên là 2. Là phiên bản khác. Vẫn là trò chơi này. Nhưng mà lập trình khác đi. Cảm thấy là cái vai trò của mình nhớ là nó rất là hay. Bây giờ thầy không muốn lập trình từ phía em bé nữa. Nếu bạn thấy bây giờ chúng ta đây chúng ta có hai quả bóng, bây giờ giả sử có 3 4 quả bóng thì nó rất là lập trình rất là dài. Bây giờ thầy muốn như sau, thì muốn là thầy bỏ cái hai này đi. Bỏ cái này đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Và thầy muốn là gì? Lập trình từ phía quả bóng để vẫn điều khiển em bé chạm bóng thì làm như nào? Đây. Đó, thì bây giờ chúng ta khó hơn nhé. Bây giờ chúng ta lập trình là khác này. Bây giờ thầy lập trình không phải từ phía em bé mà từ phía quả bóng có điều khiển được không? Vẫn điều khiển được. Các bạn chú ý nhìn của thầy quan sát nhé. Và đây là một trường nữa rất là hay. Trường này sẽ tổng quát được là nếu quả bóng mà không phải là nhân vật thật mà là clone thì vẫn chạy như bình thường. Được rồi, làm thử nào. Đây. Là từ đây nhé. Hạnh cũng như vậy. Chúng ta điều khiển như sau. Cũng cho vào phòng lọc forever. Đúng không? Nếu quả bóng này mà chạm em bé thì như thế nào? Đấy, chúng ta chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý nhé. Em bé thì như thế nào? Thì cũng như vậy thôi. Bây giờ ở đây cũng như bài trên thì em bé là gì? Nếu mà chạm em bé. Chạm em bé. Thì cũng vậy, cũng phải là gì? Nếu mà em bé chưa chạm ai cả thì mới cho quả bóng, quả này mới cho cái bóng nó dính với em bé này. Đây, bé này nhé. Nếu chúng ta nhớ lại, nếu mà lần này là khác nhé, lần này là quả bóng chạm em bé, đây chạm là game đây. Nếu mà thắt quả bóng này nhé, tôi đang lập trình cho quả bóng xanh như này, balloon 1 này, nếu mà thắt trình game và gì và cái biến dính bóng ấy bằng không thì ta làm đây và cái biến dính bóng bằng không thì chúng ta sẽ điều khiển cho em bé là gì? Là dính vào quả bóng. Thì làm thế nào bây giờ? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Ở đây này, thì làm thế nào bây giờ đây? Thì các bạn biết cách làm nào không? Chúng ta có nhiều cách làm nhưng mà cách làm hay nhất là gì? Là chúng ta sẽ phải gửi một thông điệp cho em bé. Và em bé là hãy dính vào quả bóng này đi. Đó. Dính quả bóng này đi và khi và chờ khi cái bóng space em bé nhảy ra làm tiếp. Làm như sau nhỉ? Thì có hai cách
một cách là chúng ta gửi các thông điệp riêng biệt với nhau. Đây thì gửi, đây là chúng ta lập trình có một nhá, thì chúng ta hãy gửi một thông điệp như sau. Nếu như này, nếu như này thì chúng ta sẽ gửi thông điệp đây, sẽ gửi một thông điệp có tên là, đặt tên đây là bóng một, gửi thông điệp có tên là bóng một để thông báo rằng là em bé hãy dính vào bóng một đi nhé. Gửi lại thông điệp đây, đây bóng một đây nhé, broadcast bóng một được chưa. Và sau đó là chờ đây. Đây đây, thầy đợi đợi một tí nhé. Bóng một đúng không, và em bé sẽ nhận được bóng một đây, em bé đây, em bé khi nhận được bóng một thì em bé sẽ làm cái việc sau đây. Em bé sẽ làm cái việc là như thế này, thì em bé sẽ làm cái việc là gì, bên này em bé sẽ làm cái việc là gì, là đặt ngay, set ngay là dính bóng bằng một, thông báo rằng là bắt đầu dính bóng và như sau, và sẽ dính vào bóng đó và sẽ repeat until, lặp liên tục cho đến khi mà rời bóng, lặp liên tục cho đến khi mà rời bóng đấy, cho đến khi mà dính bóng bằng không thì dừng lại này nhé, không dừng lại. Và trong cái này thì làm gì, thì go to bóng một đây, go to bóng một được chưa đấy. Đấy, còn ở bên này nhé, còn ở bên này còn lại bóng một đấy nhé, đây bóng một đây. Khi mà ở chỗ này này, ở chỗ này là phải có một lệnh nữa nhé, gửi một người thông điệp là bóng một, sau là chờ. Chỗ này các bạn chú ý, có giống như anh ta làm này, chúng ta phải wait until, chờ cho đến khi gì, chờ cho đến khi mà cái bé rời ra khỏi bóng, chờ cho đến khi gì, chờ cho đến khi mà em bé đó thoát khỏi bóng, chờ cho đến khi mà dính bóng bằng một, bằng không nhé, thì là thoát ra. Khi mà thoát ra, khi bằng không chứ, khi mà thoát ra thì chúng ta cho nó cái lệnh gì, cho nó chờ một chút cho nó khỏi dính lần nữa, nó khỏi quay game vào đây này, quay đây thì nó không hay lắm, chúng ta cho nó chờ khoảng 2 giây đó, như vậy này. Nhắc lại nhé, gửi thông điệp nếu mà có bóng một này, nếu mà dính vào em bé mà tham số dính bóng bằng không, thì em bé chưa dính vào bóng nào cả, thì chúng ta gửi thông điệp là hãy dính vào bóng một, và sau đó là chờ cho đến khi em bé rời bóng và sau đó là chờ 2 giây quay lại đây, thì em bé là rơi xuống được chưa đó. Và chúng ta làm như vậy, tương tự như vậy với quả bóng số 2, số 2 đấy. Với số 2 chúng ta làm tương tự với số 2 đây, thì chúng ta làm như sau, chúng ta gửi broadcast không phải bóng một, gửi broadcast đây là bóng 2, bóng 2 đấy, bóng hai được chưa. Em bé đây đây, em bé mà khi nhận được bóng hai thì làm khác đi một chút, hai cái đây đây, nếu mà bóng hai, nhận được bóng hai thì dính vào bóng hai, Ở kia trên đoạn cốt của bóng đây bóng một đây này, bóng một đây này, đây là cái cốt để mà điều khiển từ phía của bóng chứ không phải từ phía em bé. Thế cái làm như sau, nếu bất kỳ lúc nào mà quả bóng này mà chạm vào em bé nhưng với điều kiện là gì, là dính bóng bằng không, thì lập tức là gửi thông điệp là bóng một để em bé này, chia được tương án luôn chứ không phải chờ. Ở đây sẽ là luôn cái lệnh này, chúng ta sẽ đặt cái lệnh kia ở bên này luôn cho nó dễ, cho nó đẹp, cho nó chính xác. Đặt dính bóng bằng một ở đây này, ở đây nó mới hay này, đây này, khi mà không bật lên bằng một luôn, bằng một và gửi thông điệp bóng
bóng 1 và chờ cho khi bóng 1 kết thúc. Đấy, thế này thì hay hơn. Hay hơn. Bên này cũng vậy nhé. Xếp tính bóng bằng 1 ở ngay đây. Ôi giời. Bằng 1 ở đây. Nhé, ở đây này. Đây là bóng 2 đấy. Nhé. Và chờ cho đến khi mà người bóng 2, cho đến khi bóng bằng 0. Em bé chúng ta không cần lệnh nói. Em bé chúng ta lệnh này thôi. Bỏ lên đi. Không cần. Đèn đặt tới bên kia rồi. Đó. Chạy thử nhé, xem đúng không nào. Bắt đầu này. Thấy dính vào chưa? Xuống này. Xuống bình thường nhé. Ôi. Đây quá, có bóng hơi to quá. Vội vàng quá, chết rồi. Rồi. Xuống. Chậm quá. Rồi. Đấy. Rồi nhé, như vậy ta làm xong rồi nhé. Đó, thì như vậy các bạn thấy không? Như vậy cái bài này chúng ta làm là cách thứ hai. Cách thứ hai là như vậy. Cách thứ hai là nhắc lại là chúng ta điều khiển cái việc mà cho em bé dính bóng, điều khiển từ quả bóng. Đây chúng ta lập trình quả bóng đây này. Đây, chúng ta chú ý nhé. Lúc nãy là chúng ta lập trình từ phía em bé và điều cho lập trình từ phía quả bóng. Được chưa? Từ phía quả bóng. Bạn có thấy hay hay không? Nhưng mà cũng rất là hay. Cái hai cái này đều hay cả. Các bạn đã hiểu chưa? Thì ghi lại vào phán 2 như là phán 2 là cái này nhé. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ bạn có hiểu không nhỉ? Thế bây giờ cái bài này, cái phần này thầy hiểu. Chúng ta hiểu ạ. Chúng ta có thể làm khác được không? Hiểu ạ. Ở đây này, em bé vẫn phải có hai lệnh. Em bé vẫn phải có hai cái lệnh khác nhau để nhận thông điệp khác nhau. Là bóng 1, bóng 2. Thế nếu có bóng thứ ba nên là phải làm một cái bóng thứ ba nó rất là dở. Có cách nào mà chỉ cần một thông điệp thôi mà xử lý cả hai trường hợp không? Làm được không? Làm được. Vì thầy cho các bạn làm cách thứ ba nhé. Cách thứ ba là khác đi. Cách thứ ba là bỏ hai này đi. Cách thứ ba là hai cái bóng này lập trình giống hệt nhau. Chỉ cần một lệnh là chạm bóng thôi, em bé sẽ chạm bóng ngay. Thế làm như thế nào? Đấy, lập trình cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là hai cái bóng này lập trình là giống nhau. Thì mai đến lát nữa thầy sẽ làm các bạn xem cái bài toán mà khi hai cái bóng này nó là clone. Đó là clone thì nó phải giống hệt nhau, không có chuyện là không lập trình riêng từng clone một. Chúng ta lập trình chung các clone. Cho nên là bây giờ thầy sẽ điều khiển hai cái bóng này là phải lập trình là phải giống nhau. Nhưng mà em bé vẫn nhảy lên đúng quả bóng nào khi mà quả bóng vàng mà gửi thông điệp, bé sẽ chạm quả bóng vàng. Quả bóng xanh gửi thông điệp, bé sẽ chạm quả bóng xanh. Làm thế nào bây giờ? Đó, thì chúng ta cùng nhau xử lý nhé. Cách là cách thứ ba. Thì vẫn là cái quan điểm là chúng ta phải dùng cái biến nhớ rất quan trọng. Cái biến nhớ mà nó lại rất nhiều ý nghĩa. Nhiều khi một cái bài toán rất là khó, chúng ta đặt biến nhớ thật chính xác là nó sẽ trở nên mọi thứ trở nên rất là gọn gàng. Rồi thầy làm lại nhé. Đây. Bây giờ thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ hai em bé này sẽ làm giống nhau. Tức là đây gửi một người một thông điệp thôi. Vì là tạo thành cái bóng vàng nhé. Thầy xóa này, xóa làm em bé làm một bóng xanh thôi. Đặt tên đây là gửi thông điệp, ở đây là không phải là bóng mà là gửi một thông điệp khác, là gửi thông điệp khác là bám bóng đi. Đấy, gửi thông người. Và hai bóng là giống hệt nhau, quả vàng thế, quả xanh thế. Và em bé vứt đi cái này đi, vứt cái này đi. Và em bé sẽ nhận một thông điệp thôi là chạm bóng đi. Thì làm như nào? Đó. Thế là như sau nhé, các bạn chú ý ra cái làm còn cho em chú ý là cái này. Chúng ta sẽ thay bằng cái lệnh là em bé là go to bóng 1, go to bóng 2, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt thêm một biến nhớ nữa. Hai biến nhớ là tên là x và y để mô tả tọa độ của bóng. Em bé chỉ việc go to x y là được. Như vậy là dùng chung một cái biến nhớ như vậy để cho làm như sau này. Bây giờ thầy lần cử các bạn chúng ta kiểm tra nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ở đây hai biến nhớ là x y. Rất quan trọng luôn, x và y rất quan trọng. Quan trọng nhé, x và y. Đây. Và như sau nhé, đây này. Đây, bây giờ như thế này,
Bây giờ khi mà quả bóng này phải lập trình giống nhau, mà khi quả bóng này mà chạm em bé và dính bóng bằng không thì lập tức là đặt dính bóng bằng một, gửi thông điệp bóng bóng và này không dùng lệnh nữa, và chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ từ đó trở đi chúng ta sẽ liên tục như sau. Chúng ta sẽ dùng lệnh là gì, là repeat until. Đấy, until cái bóng này này, until là liên tục cho đến khi mà em bé nhảy ra thì thôi. Làm cái gì, chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt cái biến nhớ là x và y. X và Y. Đặt x bằng bao nhiêu, X về bao nhiêu? đặt x bằng bằng tọa độ x của bóng, là của bóng đó đây, y bằng tọa độ y, được chưa? Đấy, như vậy là nhắc lại này, khi mà chúng ta tạo thêm hai biến nhớ thôi là x và y đó, để lưu trữ kia tọa độ của bóng hiện thời mà em bé phải bám vào. Thì một cách như sau, chúng ta mỗi khi mà em bé mà quả bóng mà chạm vào em bé, và nếu mà dính bóng bằng không, em bé đang 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 dỗi, chúng ta sẽ đặt ngay dính bóng bằng một để thông báo rằng em bé đã dính bóng rồi, thì quả bóng khác chạm vào là không 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 có gì nữa, không không thể dính nữa, và gửi thông điệp là dính bóng đi, và lập tức là gán xi, và luôn là chuỗi tọa độ của bóng này cho đến khi mà dính bóng bằng không thì ta dừng lại. Và đây một chuyện vấn đề ở đây, sau đó thoát ra đặt chờ 2 giây nữa. Em bé là như sau đây, tôi chặn bóng đi, em bé sẽ là như sau, em bé sẽ như này, em bé sẽ lập tức là gì, sẽ dùng cái lệnh này, em bé sẽ liên tục và gì, em bé sẽ repeat until repeat liên tục, em bé sẽ liên tục là gì, em bé sẽ liên tục là go to xi. Đấy, báo bóng mà em bé liên tục báo vào bóng, go to xi thì báo bóng cho đến khi gì, cho đến khi mà dính bóng bằng không thì dừng lại. Đấy, như vậy là chúng ta thay bằng hai cái thông điệp là em bé là dùng đây là go to bóng một, go to bóng hai, thì bây giờ chúng ta làm cái lệnh là go to xi thôi, và chúng ta dùng một cái này Mi dùng chung cho cả hai em bé nhé. to the hard farm Đấy, vì chúng ta copy cái này sang cho em, cho quả bóng vàng, hai quả bóng vàng, hai quả bóng xanh, đỏ vàng và xanh, bây giờ có một trình là giống hệt nhau, chị hệt nhau. home here you will Giống hệt nhau rồi đấy nhé, bây giờ chúng ta chạy thử này. Đấy, đấy nhé. Đấy, đi vào chưa? Đi vào rồi đấy. Ôi, bấm space nhiều quá. Rồi. Đấy, mà bây giờ được không? Bạn thấy không nào? Như vậy là cách làm này cũng rất là hay, vì chúng ta đã rồi xong. Bây giờ thầy ký cái bài này là bài số 3. Như vậy là cái game này là cái game mà chúng ta có 3 phương án. Thì nhắc lại nhé. Phương án 1 phương án 1 là gì? Phương án 1 là chúng ta mà lập trình từ em bé, từ phía em bé, từ phía cái người này. thầy cho em coi lại bàn game thầy. Well, Được đây không? đây có cái này đây, rất đơn giản. Đây là cái đoạn trình xử lý em bé sẽ dính vào bóng như thế nào. Chúng ta đặt thêm hai biến nhớ x và y thôi. Và các bạn nhớ nhé, cách này làm này này là cách làm là đúng cho các trường hợp, mà đúng cho trường hợp mà hai quả bóng nó là không phải là hai nhân vật bình thường, mà nó là gì, nó là hai clone, được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ làm luôn phương án 4 của bài này, là tí lại bài là được phương án 3 nhé. Phương án 4 là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ chỉ cần một quả bóng thôi, và chúng ta sẽ lập trình là hiện trên màn hình đây là không phải là quả bóng, mà đây là các clone của nó, được chưa? Làm như nào? Như vậy cái bài 4 này là một cái phát triển của bài 3, nhưng mà ta mở rộng ra cho clone, và đây cũng bước sang một chủ đề mới, là chủ đề chúng ta sẽ lập trình điều khiển các clone. Đấy, các bạn thấy nó rất là khó, nhưng mà bài này chúng ta không cần cái quả bóng này nữa, quả bóng này là ta bỏ đi.
bỏ đi này, bỏ đi, và cần một bóng, cần một bóng này thôi, và cái này chúng ta không cần đến nữa, chúng ta vừa ở đây thầy sẽ đi phần sau nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta làm này, đây bây giờ thầy cứ tạm thời thôi được, thầy cứ để ở đây cho dễ nhé. Rồi thế bây giờ để cho điều khiển bóng thì ta làm như thế nào, được chưa? Đây thầy này cứ để nguyên nhé, này cái này thầy cứ vứt đi đã nào, để thầy để thầy là chỉ cổ cho quả bóng này. Thì bây giờ quả bóng này làm như sau, thì tất cả các bài tập liên quan clone thì chúng ta cần phải có những biến nhớ riêng dành cho clone đó. Thì các bạn chú ý cái biến nhớ đầu tiên cần thực hiện là cái biến nhớ đặt tên là id, là rất quan trọng để mô tả. Nếu mà id nó bằng không là nó là mô tả cái nhân vật mẹ, còn đi bên id nó bằng 1 hay là 2, 3 thì nó là các nhân vật là cái nhân vật clone, nó là khác không. Thì bài này chúng ta sẽ tạo một biến nhớ là id thôi nhé. Đây để chúng ta tạo biến nhớ id riêng cho quả bóng, đây riêng nhé, biến nhớ riêng này, đó đặt tên là id, được chưa? Và bài này chúng ta sẽ tạo ra 3 clone ứng với 3 màu, để ứng với cái 3 màu của cái quả bóng này, và cho clone nó chạy như bình thường nhé. Đây thì bắt đầu vào chương trình đây, và chúng ta sẽ đặt cho cái chúng ta sẽ set cái ID bằng 0. Đây là thông tin của nhân vật của bóng mẹ. Của bóng mẹ luôn ẩn đi. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lập trình cho lập trình cho cái start. Khi bắt đầu chương trình thì chương trình sẽ tạo ra 3 clone, 3 clone ứng với quả bóng như sau. Tạo ra 3 clone. Và các clone này là nằm ở bên trái màn hình, bắt đầu chuyển động sang bên phải, được chưa? Rồi làm như sau này nhé, thì lập tức làm như sau này, thầy sẽ đây đơn giản, 3 clone đơn giản lắm, thầy sẽ repeat 3 lần đúng không? Và với mỗi clone như vậy thầy sẽ đây nhân vật con đây mà đúng không, thầy sẽ đây cái lệnh này là lệnh áp dụng cho nhân vật mẹ, thầy làm cho yên tâm nữa, cho yên tâm cho đúng rồi nhé. If cái lệnh tặng clone này chỉ áp dụng cho nhân vật mẹ thôi, không cho nhân vật clone, thì để như thế này, if này, if id bằng 0 thì ta mới làm. Đấy, id bằng 0 nhé, đó thì ta sẽ repeat 3 lần. Đấy, sau đó chúng ta là change id by 1, tức là của bóng 1 thì nó sẽ làm ID bằng 1, của bóng 2 ID bằng 2, của bóng 3 ID bằng 3, thì trên ID by 1 là 3 lần. Bóng lần như vậy thì thầy làm như sau, thầy đặt cho nó các bóng khác nhau, thầy set đâu rồi, lúc switch custom đây, tu cái ID đây, là gì đây, như vậy là mỗi quả bóng nó có một cái nó có cái màu riêng. Sau đó thầy sẽ làm cái lệnh là gì, là làm cái lệnh là đây tạo ra một clone. Thì tạo xong thì thầy sẽ, đây là cái lệnh này làm cho nhân vật mẹ mà. Nhưng mà thầy tạo xong rồi thầy đặt lại. Bây giờ đặt lại nhân vật mẹ, đặt lại cho nó là đây, đặt lại cái ID bằng 0, trả lại bằng 0. Nhân lại nhé, nhân vật mẹ của ID bằng 0 sẽ sinh ra 3 clone với ID bằng 1, 2 và 3 nhé. Và đây ID clone tạo ra đây, clone là sẽ có ID là 1, 2 và 3, và tạo xong 3 cái rồi thì sẽ gì, sẽ đặt lại bằng 0 đó. Thế bây giờ thầy vào thì làm cái lệnh như sau, thì làm cái lệnh là điều khiển cho clone như sau. Đây ở trong Scratch thì tất cả clone của nó phải lập trình chung, không có lệnh riêng cho từng clone một. Thật là có, nhưng mà thầy hiểu sau đây là lệnh là nếu mà clone phát sinh ra thì làm như nào. Đấy, ta làm như sau nhé, để chúng ta chỉnh đưa cái này lên này. Đó, chúng ta cho nó show lên, và những đây chính là cái lệnh mà cho clone chuyển động đây. Đấy, chuyển động là ngẫu nhiên từ trái sang phải giống hệt nhau, mà gặp cạnh phải thì quay lại ở bên trái. Được chưa? Thì đây chính là cái lệnh cho các con clone này nó chuyển động đây.
thì có thể làm thêm mình nữa để cho nó hay nữa là khi mà quay lại bên này thì ta cho nó chờ một tí được không sao. Thế này đây rồi. Để cho nó 8 đi, cho nó lật nhau. Để thầy chạy thử chọn xem nhé. Đây. Bắt đầu này. Đấy, chạy ra rồi đấy. Một quả nhé, hai quả đấy, ba quả. Đấy, ba quả màu khác nhau và nó xuất hiện ở với cái vị trí ngẫu nhiên được chưa? Ngẫu nhiên. Quả bóng liên tục chạy từ trái sang phải. Rồi. Bây giờ thầy sẽ lập trình cho chúng ta nếu quả bóng mà chạm vào em bé sẽ bị dính vào bóng. Thì bài này này bắt buộc phải lập trình từ phía quả bóng, không thể lập trình từ phía em bé vì ta biết rồi trong Scratch nó không có lệnh một nhân vật bám vào go to một clone, không có lệnh đó. Nó chỉ bám vào một nhân vật mẹ thôi, nó không có lệnh là bám vào một cái lệnh go to là một nhân vật là bám vào nhân vật mẹ, chứ nó không có lệnh là bám vào một clone của những của nhân vật mẹ không có, cho nên ta bắt buộc phải lập trình từ phía quả bóng. Đây ta lập trình như sau. Tương tự ta vừa làm nãy. Bóng đây nhá, đây này. Chính là chỗ này này. Đây. Chính là chỗ này, nhưng mà không phải là cái này. Mà là cái này. Là cái này. Đó. Đây nhá. Đây này. Giống này thôi. Nếu mà chạm vào em bé và dính bóng bằng 0 thì lập tức đặt dính bóng bằng 1. Bằng 1. Để cho những người khác không phải không động vào nữa. Mà gửi thông điệp là bấm bóng đi. Và repeat until là tập XE bằng cái tốc độ XE của clone này cho đến khi mà dính bóng mà không mà đặt vào ôi 2 second ở đây. Em bé làm tương tự như vậy, em bé đây. Em bé nhé. Đây nếu mà nhận được thông điệp. Đây. Chỗ nào nhỉ? Đây. Thông điệp là bấm bóng đi. Em bé sẽ làm sao? Em bé sẽ dính vào bóng thôi. Em bé sẽ dùng cái lệnh là gì? Dùng cái lệnh là repeat until. Repeat until dính bóng bằng 0 thì thoát ra. Đấy. Dính bóng until dính bóng bằng 0. Bằng 0. Và dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh là go to XE. Go to XE. Thoát về. Em bé chỉ vẫn rồi lúc nãy không hát cái gì cả. Chỉ khác ở chỗ này thôi. Đã. Đấy, các bạn mình chúng ta cùng quan sát này. Bắt đầu. Bóng lên nhỉ? Bóng lên rồi. Rồi. Bóng nhiều quá. Rồi dính rồi đấy. Hạ xuống. Đấy. Dính. Bóng này nhảy ra này. Dính. Nhảy ra này. Đấy. Như vậy là hoàn toàn bình thường nhất. Chúng ta lập trình hoàn toàn bình thường. Rất đơn giản. Đấy. Bạn thấy không nào? Như vậy các bạn thấy là đây là phán thứ tư nhé. Mà như vậy chúng ta lập trình cho clone hoàn toàn đơn giản vì chúng ta biết cách làm là chúng ta sẽ phải làm dùng cách này. Các bạn có sẵn lệnh này đây, chỗ này đây. Đây chính là cái chỗ mà rất quan trọng đây là chúng ta lập trình từ phía các clone nhé. Và cần một biến nhớ quan trọng là biến nhớ là dính bóng và biến nhớ là x và y. Chúng ta là chỗ rất quan trọng đây. Và kỹ thuật này là dùng cho rất nhiều nơi, nhiều chỗ chứ mà ở chỗ này nhé. Tất cả chỗ mà được cái bé hay người nào báo vào đâu báo vào đó thì ta phải dùng này đấy, dùng XE này. Mình thấy lưu lại cái bài này là bài số 4 nhé. Đề phương án 4. Em bé bám bóng. Đây là phương án 4, phương án 4 nhé. Phương án 4. Được chưa? Rất quan trọng, bài này rất quan trọng. Rồi như vậy bài này chúng ta đã chuyển sang một cái chủ đề mới rồi đấy, chủ đề mới tức là clone. Mà các bạn chú ý rằng với clone thì một trong những cái khó nhất của clone là chúng ta phải điều khiển clone thông qua các cái biến riêng. Biến riêng đây này. Đấy, cái biến riêng rất quan trọng. Mỗi clone phải có những cái biến riêng và cái biến riêng này là tác động lên từng cái bóng một. Đấy. Bây giờ thầy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm xong bài tập khác nhé. Bài tập khác và bài này chúng ta sẽ cùng nhau thử ta ra làm một cái bài tập tổng hợp để mà ta điều khiển
điều khiển cái các nhân vật của chúng ta nhé, thông qua các cái biến nhớ riêng. Nhắc lại này, là khi mà lập trình điều khiển các clone thì bắt buộc phải tạo cái biến nhớ riêng để mà chúng ta điều khiển từng con một, từng clone một, từng cái bản sao một. Biết thầy sẽ làm cái bài tập là như sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Nhưng mà thầy thoát ra nhé, các bạn thầy sẽ lưu lại và thầy đưa lên thư mục và ngày mai các bạn sẽ tải về nhé, và cùng xem nhé. Các bạn này, bây giờ thầy sẽ niêm cái mới này. Rồi thì bây giờ thầy sẽ làm cái bài mẫu như sau. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một nhân vật và có những 4-5 bạn, có 5 bạn nhỏ. Được chưa? Thầy làm thử nhé. Đây. Thì dùng con mèo luôn thế này. Thì thầy xóa luôn cái này. Ôi xóa luôn cho anh. Đây, thầy tạo ra một nhân vật như thế này. Nhân vật đấy nhé. Đây. Như cái này thì xóa. Đây là nhân vật thứ nhất này. Bây giờ thì bổ sung này. Nhân vật thứ hai này. Đây, nhân vật thứ hai thì bổ sung. Không quan trọng lắm đúng không? Nhân vật thứ hai đây. Thì các bạn nhé, ai cũng được, thì muốn có cái chân nó không rõ. Chân rõ một tí nhé, đây. Nhân vật thứ hai đây. Đấy. Thầy làm cho đủ 3 người nhé, cho đủ 5 người. People. Nó khác nhau một tí cho hay nhé. Rồi được một bạn này nữa nhé. Nhiều quá rồi. Không thấy đâu cả nhỉ? Ồ thôi, thử lại. Đợi em đi, thì xóa, tìm lại. Cái này thì có sẵn, thì tìm nhé. Đây. 1, 2, 3 rồi. Có sẵn đây rồi. Thầy sẽ làm thêm 4. Thêm một người nữa. Cho thành 5 người. 5 người cho nó hay một tí. 5 người nhé. Rồi đây, 5 người đây nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Nhưng bây giờ thầy sẽ làm thầy lập trình luôn. Thầy muốn cho những người này có chiều cao là khác nhau. Để các bạn nhìn thấy nhé. Người đầu tiên là 73, kia 283. 283 là chính độ cao đấy, chính là chiều cao của cái hình ảnh chính độ cao của em bé nhé. Đây là 283, đây là 283, đây là 279, đây là 202, đây là 256. Rồi thầy sẽ cho thầy điều chỉnh một chút nhé. Thì thầy cho cái bạn này nó bé đi một tí này. Bạn này 283 cao quá, thầy sẽ đánh dấu toàn bộ này. Thầy cho nó co lại một tí. À, và các bạn này nhớ là thầy muốn cho đứng thẳng hàng, cho thầy chuyển hết tất cả trọng tâm lên trên nhé. Đây, để vào đây. Chúng ta vào chân hết nhé. Rồi. Bạn này còn 188 thôi. Bạn này là bạn số 2. Thế đặt trọng tâm nó vào đây. Trọng tâm của bạn này vào đây nhé. Rồi. Bạn này là 279. Ok. Thì cho bé đi một tí. Bé đi một tí. Tí thôi. Rồi. Đặt trọng tâm nó vào đây. Rồi. Bây giờ bạn này là 22. Ok rồi. Đặt trọng tâm nó vào chân nhé. Đấy. Bạn này bao nhiêu? Bạn này là 256. Ok. Nhưng mà các bạn nào được không bằng nhau cả. Thì cần các bạn mà không bằng nhau. Nhưng mà bạn này là 283, bạn này là 188. Bạn này cao linh khinh này. Bạn này là 188 1.8 này, bạn này là 2m24 thì đặt trên nhé. Bạn này là 2m1 này. Bạn này là 2m54 này. Rồi, thế bây giờ các bạn này đều là ấy cả. Bây giờ thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ làm như sau để cho các bạn này nhé. Bây giờ như thế này, thầy sẽ lập trình như sau này. Thầy cho các bạn này xếp hàng trên một cái hàng ngang,
và thầy sẽ mà tạo ra các bạn là thành các clone xếp hàng trên một hàng ngang như sau. Đây thêm cho họ nhé, thế đặt tên cái sách chung này là học sinh được chưa. Rồi và bây giờ thầy làm như sau, thầy đi với nhau. Thầy đầu tiên mọi chương trình đã thì đặt cho tất cả các bạn này là gì, cho tất cả các bạn này là chiều cao của các bạn. Chiều cao thì tính sau. Cao đây này. Đúng không nhé? Bạn này là 283 này. Bạn này cao quá, bạn này thầy cho xuống một tí nhé. Bạn này cao quá. Thầy cho nó bé lên một tí. Vẫn trong tâm vẫn ở đây nhé. Rồi. 258 cái chung như bạn này cho hạ xuống một tí nhé. Bạn này cho thấp xuống một tí, bạn này cho thấp xuống một tí. Này bạn này còn 207 được rồi, 207 bạn này 258 này, bạn này 188 này, bạn này 247 này, bạn này 201 này, bạn này 207. Rồi, chúng ta cứ tạm thời coi như họ là những người khổng lồ đấy nhé. Bây giờ thầy làm như sau, thầy sẽ xếp các bạn trên một hàng ngang này. Và thầy sẽ làm rất nhiều tập cho các bạn, cho các em thấy là, cho các bạn cháu thấy là rất là hay để chúng ta điều khiển các cái clone. Các clone, được chưa? Các clone này đều đánh số. Đây, thầy tạo ra nhân vật này, thầy đặt tên nhé. Thầy sẽ sau, thầy mình nhớ đây. Thằng mình nhớ thứ nhất là ID. ID là cái mã số của từng người một. Mã số bằng 0 tức là như là mẹ, mã số bằng của các bạn này là số là 1, 2, 3, 4, 5 theo đúng cái thứ tự của trang phục. Để không đây nhé. Rồi. Thằng số thứ hai thì đặt tên nó là tên. Tên. Tên học sinh của các bạn này. Thì đặt tên sau nhé. Đặt tên sau. Rồi, như vậy ta có hai tham số. Thì ban đầu như sau, khi bắt đầu thì thầy đặt set ID bằng 0 nhé. Và thầy go to cho nó nằm ở đâu đó. Thầy được. Thầy cho nó chuyển động ở đây, nằm ở đây chẳng hạn, ở đây nhé. Đây. Ở đây là âm 40. Thầy đặt cái biến nhớ là y0 để mô tả cái mặt đất của các bạn này, y0 nhé. Đặt y0 bằng âm 140. Rồi thế bây giờ làm như sau, là chúng ta sẽ các bạn chú ý nhé, thầy đặt cho nó ở vị trí ban đầu này. Bây giờ thầy tạo ra các cái bảng. Bảng thứ nhất là thầy đặt cho là tên học sinh của lớp nhé. Thì cái tên các bạn này, đây các bạn chúng ta chú ý nhé, không to để nhìn này. Đây, đặt tên nhé, nhìn này, đây nhé, bạn này là bạn nam, thầy sẽ đặt tên cho bạn này, đặt tên là, ví dụ đặt tên là Hùng. Bạn số 2 là nữ, đặt tên là Hoa nhé. Bạn thứ ba này là nữ hay nam? Bạn thứ ba này là nam, đặt tên là Thanh. Bạn thứ tư là nữ, đặt tên là Hương. Đặt tên là Hương. Bạn thứ năm là nam, đặt tên là Bình. Năm là nữ thầy ơi. Nữ là Hương đây. Năm là nữ thầy. Hai bạn nào bạn này à? À nữ. Đặt tên là Hùng Hoa Thanh Hương. Trong nhà người nữ đấy nhỉ, không có nam, thôi đặt nữ đi. Đặt nữ là gì, là An nhé. Nhưng các bạn đặt tên là Hùng Hoa Thanh Hương An, được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo thì đặt một kia, tạo một cái bảng nữa, đặt tên là chiều cao.
Đấy, bài này lần nữa thầy sẽ cho bài tập cho các bạn làm chiều cao của từng bài cho em coi là bạn đây một. học sinh lớp thầy. Chiều cao các bạn nhé, này thầy tính luôn đây này. Đây nhá. Bạn thứ nhất chiều cao là 258 đây này. Bạn thứ nhất bấm vào đây. Chọn là 258. Bạn thứ hai là 188. Bạn thứ ba là 247. Bạn thứ tư là 201. Và bạn thứ năm là 207. Được chưa? Đó, như vậy là tới bạn nhé. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ tạo một cái bảng nữa để mô tả cái vị trí các bạn này đang đứng. Thì đặt tên là x list để mô tả các tọa độ x của các bạn này đứng ở trong lớp nhé. Thì đặt ngay thôi cho nó bằng nhau thôi nhé. Bạn thứ nhất đặt ở vị trí là -200. Bạn thứ hai là -100 đi. Bạn thứ ba vị trí là 0. Bạn thứ tư là 100. Bạn thứ năm là một tám mươi ở trên này cũng là -180, được chưa? Đấy, rồi thì bây giờ thầy lập trình như sau này nhé. Khi bắt đầu vào chương trình thì như thế này, và sau đó thì ta sẽ cho cái sinh ra cái đây nhé. Và được thì được thì làm sao ở đây thầy sẽ tạo ra một cái kiến nhớ được. Thầy lập trình cho sân khấu này. Khi một người sử dụng mà bấm phím space thì bắt đầu chương trình nhé. Bắt đầu chương trình là thầy sẽ gửi thông điệp là start nhé. Start. Đây, gửi thông điệp là start. Start lên bắt đầu nhá. Đây. Rồi, và đây chúng ta lập trình đây. Khi nhận thông start thì lập tức chúng ta sẽ sinh ra năm bạn đó và sinh ra ở trên bản đất đứng ở vị trí này nhé. Rồi chúng ta làm thử này. Thì bắt đầu làm chương trình thì các bạn xem nhé. Cái lệnh mà ta làm thường xuyên đấy. Đây là cái chương trình để sinh ra năm con của năm bạn này nhé. Của năm bạn này. Đây, nếu mà cái ID bằng 0 thì chúng ta gán nhé. Thì chúng ta mới cho lập trình nhé. Đây, ID bằng 0 này. Bằng 0 nhé. Rồi, như sau này. Chúng ta sẽ lập trình cho năm bạn. Đây là repeat 5 lần. 5 lần như sau. Chúng ta sẽ việc thứ nhất là chúng ta sẽ change ID tăng lên bay 1. Tăng lên 1 nhé. Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ switch thay đổi trang phục từ bạn 1 bạn theo ID. Theo ID. Được chưa? Sau đó là chúng ta go to đến cái gì? Chúng ta dùng lệnh là go to đến cái vị trí mà lúc các em đã cần đứng nhé. Với y là y không, với y là y không là cái vị trí mà em bé các em đứng là ở đây nhé, là cái y không này. X là cái này, x là cái vị trí của tọa độ x list nhé, là cái này này. Đây đâu nhỉ? Item đây, item của x list nhé, ID của nó đây. Đấy, câu thu đến cái này này. Thì tại bên ta nhớ lại là cái xlist là cái tọa độ của các cái x của các bạn mà. Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta thì chúng ta sẽ tạo ra clone. Đây. Tạo clone. Nha. Nhưng chúng ta sẽ phải ẩn ta chân ta đưa chúng ta cho nó hiện này. Chúng ta cho nó sâu lên ở trước bàn đây này, và kết thúc chúng ta ẩn đi và cuối cùng chúng ta vẫn xét lại để bảo đảm nhân vật mẹ vẫn là 0. Thì đây là cái chương trình để sinh ra các cái clone đó nhé. Chạy thử thế nào, đây này, chạy thử nhé. À, ban đầu chúng ta chọn chúng ẩn đi đã, thế này. Ban đầu là ẩn đi nhé, ẩn đi này, đó, ẩn đi đây này, bắt đầu này, đấy, năm bạn đây này,
Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy bắt đầu cùng các bạn chúng ta sẽ điều khiển từng bàn một nhé. Từng bàn một nhé. Bây giờ cái bài này thầy sẽ ghi ra thầy một cái file cho cái buổi hôm nay nhé. Là xếp hàng. Một bài tập, một cái bài rất quan trọng đây. Một cái bài rất quan trọng. Thầy đóng lên là nhiều người gọi. Nhé. Để các bạn thấy là chúng ta là điều khiển luôn như nào nhé. Thế bây giờ như này. Bây giờ thầy sẽ bấm phím 1. Thầy ơi em chụp xong. Sao? Đấy. Nhìn như là dễ đúng không nào? Bây giờ như sau này, nếu bấm phím 1 thì vào chức năng là vào, thì vào chức năng là điểm danh đúng không? Sân khấu sẽ cho chúng ta một cái hỏi chúng ta sẽ yêu cầu như sau nhé. Chúng ta nhập vào nhập vào người tên. Nhập vào tên là Hương. Bạn Hương đó là tôi đây, tôi là Hương đây. Nhập vào là Bình. Bình trả lời là tôi là Bình đây. Chắc và chúng ta mà nhập vào sai. Ai chơi trên phần sân khấu được không? Cô đây. Cũng lệnh thôi mà. Không là bấm space thì là bắt đầu chương trình đúng không? Để nhân đang bạn đây này, các bạn tôi chưa biết bạn này là bạn nào, mà tôi nhập sẵn trong chính là như thế này, là đây năm bạn ở đây nhé, năm bạn đây này là như thế này. Đấy, nhưng mà tôi chưa biết đấy, thì tôi đây chính là Hùng, Hoa, Thanh, Hương, An, mà lại cho chúng ta thấy là nó rất là hay. Rồi bây giờ phần một của bài tập này là gì? Là bấm phím 1 thì vào chương năm 1. Chương năm 1 là gì? Chương năm 1 là sân khấu sẽ hỏi một câu hỏi, là bạn hãy nhập một tên mà chúng ta gõ tên vào, thì nhập đúng tên của em bé nào em đó sẽ nói là tôi là. Còn chúng ta nhập sai thì tất cả đều nói là no, là ý là ta nhập sai rồi, được chưa? Đó thì chúng ta hãy cùng nhau ấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ để chúng ta sẽ nhập vào từ máy tính. Mình nhớ là tên là name, cái tên mà chúng ta muốn gọi, muốn điểm danh. Thì như sau này, đây. Đây nhá. Đây. Bây giờ chúng ta như sau, bây giờ chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ vào sân khấu là nơi mà chúng ta sẽ điều khiển nhé. Nếu mà người dùng, nếu mà chúng ta bấm phím số 1. Đây, số 1. Thì là vào chức năng 1. Chức năng 1 là chức năng là điểm danh. Như sau. Sân khấu sẽ hỏi một câu. Nhập một tên bất kỳ. Hãy nhập tên. Nhập tên học sinh. Muốn điểm danh. Muốn điểm danh. Nhé. Và sau đó chúng ta sẽ gán cái biến nhớ là name đó. Ta vừa nhập vào đó là name đấy. Và gắn vào cái biến nhớ mà chúng ta sẽ nhập vào. Đây, nhập vào. Được chưa? Và chúng ta sẽ gửi thông điệp cho em, cho clone này nó làm là điểm danh. Đây, các bạn thấy nhé. Bây giờ chúng ta học cái lệnh là chúng ta sẽ điều khiển đến từng từng clone một như nào. Các bạn thấy rất là khó đấy nhé, bắt đầu hay nhé. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ gửi thông điệp tiếp theo là gửi thông điệp là điểm danh. Đây. Đặt tên là điểm danh. Gửi thông điệp đây. Điểm danh. Được chưa? Đó là bài tập số 1 đây. Điểm danh. Được rồi. Thế bây giờ là làm thế nào để mà điểm danh bằng bằng cái name này đây? Thế bây giờ ai là name nào thì người đó sẽ phải tự mình nói là. Còn nếu name này mà không có ở trong cái tên ấy, trong cái bảng ấy, thì báo thì tất cả đều no cả nhé. Bây giờ quay lại em bé này. Đây. À, chúng ta quên chưa gắn tên đúng không? Đây này. Ở đây chúng ta chưa quên chưa gắn tên. Đây, chúng ta phải gắn nữa mới đúng nhé. Chúng ta gắn như sau, chúng ta sẽ set cái tên học sinh.
đây là cái tên riêng của em bé nhé, tên riêng của từ một. Ta gán cái tên riêng mà đã phải chưa gán tên riêng xong làm được đây. Gán tên riêng là cái gì? Ta gán tên riêng chính là cái gì? Chính là cái tên ghi trong cái bảng của chúng ta là cái item. Đây, cái item thứ y của cái bảng là bảng tên học sinh lớp này. Là như vậy. Mà tên học sinh cũng là một cái bên nhớ riêng của từng em một nhé. Nhưng mà mỗi học sinh là có hai bên nhớ, một bên nhớ là ID là mô tả cái mã của từng em bé, mã nó là 1, 2, 3, 4, 5. Còn tên là lấy theo cái tên của cái bảng chúng ta. Và đấy là gì đấy? Là Hưng, là Hoa, là Thanh gì đó nhé. Đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều khiển này. Các bạn có nhớ cái này nhé. Bây giờ chúng ta điều khiển này. Đây. Điều khiển lại nhé. Nếu khi mà nhận thông điệp là điểm danh thì làm như thế nào? Đây. Để cho làm xong. Được chưa? Đây, chúng ta cho ở đây nhé. Đây. Nhận thông điệp. Điểm danh. Đó, các bạn chú ý nhé. Thì cái lệnh này này, cái lệnh này nó sẽ áp dụng cho các clone. Các clone. Các clone sẽ tất cả clone đều chạy cùng một chương trình. Nhưng mà các clone khác nhau thì khác nhau bởi các cái biến nhớ riêng. Vậy ta phải làm như nào? Đây, mình sẽ làm như sau nhé. Đây. Chúng ta làm như sau được ngay này. Đây. Nếu. Nếu mà tên riêng. Tên riêng là tên riêng, nhưng nếu mà cái tên học sinh này là chính là tên riêng, nếu tên học sinh của chúng ta đó của clone là cái lệnh này lệnh điều khiển clone này, và cái biến này là biến riêng của clone. Do vậy chúng ta cái lệnh này nó sẽ áp dụng cho tất cả các clone. Thì nếu clone nào mà có tên học sinh bằng cái name đó, đây chính lệnh điều khiển, đây chính cái lệnh mà chúng ta muốn điều khiển cho từng clone một đây. Thì nếu mà clone đó có tên học sinh bằng name thì chúng ta sẽ thông báo đây. Là có tôi là thêm lệnh nữa vào đây nha. Có tôi là gắn cái này vào luôn đây, tôi là như thế này đó. trong hai giây được chưa? Bây giờ trường hợp mà nó không khác nhé. Trường hợp khác ở đây thì nó phải trả lời như thế nào? Đấy. Thì nếu mà ai mà có tên đúng tên nào, nhưng mà gọi đúng tên thì người đó sẽ trả lời. Còn nếu không, mà trường hợp mà không có ai, cái tên của chúng ta đây mà không nằm trong 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 bảng thì chúng ta sẽ, em bé đó sẽ thông báo là no. Nhưng mà ta như vậy trả lời sai rồi. Nhắc lại anh bạn, cái bài tập của chúng ta nhất là nhập số 1 mà chúng ta gõ tên vào điển danh. Có đúng tên thì em bé đó sẽ bảo là có tôi đây, tôi là Hương, tôi là An, tôi là Bình. Còn nếu chúng ta gõ sai, gõ tên không nằm trong danh sách thì tất cả cùng hô lên là no. Đấy, bây giờ chúng ta phải xử lý như nào? Có cái lệnh là kiểm soát xem là cái tên em này có nằm trong bảng hay không. Đấy, thì chúng ta phải có một lệnh nữa, lệnh if ở đây. Và chúng ta dùng lệnh này, chúng ta nhớ lại lệnh này nhé, cái lệnh này. Cái lệnh là đây, lệnh contain hay không, tôi hỏi này. Nếu mà tên học sinh trong lớp mà chứa cái name này, mà không chứa cái name này, tức là như này, nếu mà not, đấy, not, nếu mà not, tên học sinh trong lớp không chứa, not nhé, chứa cái name này, tức là cái name này không nằm trong cái bảng này, thì chúng ta sẽ thông báo no. Vậy lệnh này là lệnh này áp dụng cho, vì nó áp dụng cho tất cả các clone thì nó điều khiển toàn bộ các clone cùng một lúc. Để chúng ta thử nhé. Đây. Chạy này. Bấm space bắt đầu này. Mình đang bấm số 1 này. Đấy, tập tên. Tức là tên là Hà. Hà có không? No, tất cả đều nói là no nhé. Bây giờ thì gọi là tiếp này. Đặt tên là Thanh có nhỉ? Thanh. Không có Thanh à? Thì kiểm tra lại nhé. Có tôi là đây. Có chứ hả? Lại này. An có không? Ô, A
ăn, tức là không sai à? Để thầy kiểm tra lại một chút nhé. Kiểm tra lại một tí thôi, xong rồi chúng ta tên học sinh đây là Hùng này. Mình thấy đặt tên cho nó không được tiếng Việt, gọi khó là đặt tên là một là còn là nam đúng không? Thanh là nam này. Bạn nghĩ thầy có tên là con trai mà là ấy đi, mà không giấu đi, Khoa nhé. Thứ hai là Hoa là Thanh là Hương là An, thích đặt tên người khác chỗ này. Chứ là không có tiếng Việt. Hoa, An, Thanh. Bạn tìm cho thầy một cái tên nữ, một nữ mà là không giấu. Thanh này, Hoa này. Thanh rồi là Hoa này. Lan ạ. Lan. Ok, đồng ý Lan nhé. Tên nhé. Chạy lại thử nào. Một này, An này. Ôi, mình nhầm rồi. Có tôi là An nhưng mà sai rồi. À, thầy nhầm chỗ này đây. Chắc là cái name này là thầy đặt tên không phải là bên chung. Đúng rồi, đặt tên nhầm cái này. Nó là bên riêng cơ. Thầy phải xóa cái này đi. Delete đi. Đăng lại. Đấy, dễ nhầm nó nhé. Đây này. Đặt tên bên riêng này. Bên riêng cơ. Mỗi thầy đặt là nhầm. Đấy, chỗ này là dễ nhầm lắm nhé. Đây này, bên riêng này. Bên riêng nhé. Tên học sinh này. Tại bên nhớ này. Tên học sinh. Bên riêng nhé. Chứ này bên chung là sai, bên riêng. Rồi, thế bây giờ thầy làm lại này. Đây, đặt tại chỗ này này. Đây, chỗ này nó mở rồi. Thì là set. Đây, set cái tên. Tên nhé. Là cái gì? Tên là nó là cái biến này này. Là cái này này. Đặt cái này là tên học sinh. Đây, ID của tên học sinh này. Đặt tên này này. Nhé, thì bây giờ quay lại bên này nhé. Đây. Nếu mà tên đây bằng name thì gọi này còn không được đặt như này. No. Đấy, bây giờ là thử nhé. Chạy lại này. Rồi, một. An. Đấy. Có tôi là banana là thế nào nhỉ? Thầy phải sửa cái chỗ C cho thầy chữ đó, chữ banana. Thầy mà. Sửa chữ có tôi là thầy bỏ tên. Sao? Thầy sửa cái chỗ cái biến mà say John có tôi là kìa có cái có rồi là đây này. Chưa có đúng rồi. Thầy có tôi là đêm đúng không? Thầy mà copy cái này xuống. Rồi. Đặt lại nào. Đây. Một. Khoa. Có tôi là Khoa, được chưa? Một này, An. Có tôi là An. Bây giờ ở giữa nhé. Lan. Không qua thì là Lan à? Lan. Ôi, đúng nhầm rồi. Một. Lan. No. Không qua thì là Lan à? À, gì nhỉ? Thanh. Tôi là Thanh. Mà Lan là thầy nhầm thôi. Lan đâu? Kiểm tra lại nè. Đi lấy con Lan đúng không? Chỉ có Khoa. Ở đây vẫn là Hương. Bên kia rõ thôi. Chưa sửa. Lan nhé. Rồi. Rồi nào, bây giờ một này. Lan. Bấm lại. Một. Lan. Đấy, tôi là Lan, đúng không? Một. An. Tôi là An. Bấm một. Thanh. Tôi là Thanh. Một. Khoa. Tôi là Khoa. Thầy ơi, thầy cho em xem lại cái mà cái list chiều cao được không? Cái đoạn nào? Cái chiều cao, cái list chiều cao. Cái bảng cái gì? Cái bảng chiều cao đây này. Đúng không? Bảng chiều cao này là bảng này là cao 2.58 thì đúng cái của nó, đúng cái bên này này, người cái bên này nhé. Đúng không? Đây là bảng số 2 này, bảng số 3 đây này, đúng không? Đấy. Số 3 là 247 này, bảng thứ 4 là 201 này, bảng thứ 5 là 207 này. Đó. Có hiểu chưa?
Đó, nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta bắt đầu học đến cái bài là bắt đầu khó hơn rồi đấy, là chúng ta xếp hàng một cái, trong lớp mình là xếp hàng trên một cái hàng ngang như vậy nhé. Hàng ngang. Thầy chỉnh chiều cao kiểu gì thầy? Chúng ta của em, chúng ta của em của từng học sinh đấy. Đây này, cái chiều cao như này. Cái hình này là mô tả chiều cao nhất đây này. Đây là đây chiều rộng và chiều cao, chỉ có của hình ảnh thôi. Mà đó chính là chiều cao, tôi mô tả chiều cao của học sinh thôi. Chỉnh cái chiều cao thấp đi kiểu gì ạ? Thấp đi ta phải, tôi phải tô màu, chúng ta phải đánh dấu đây, chúng ta cho tôi lại thôi mà. Chúng ta điều khiển hình hình ảnh nhé. Đây được cứng lên rồi không sửa nữa đây, để nguyên vậy thôi. Được chưa? Thì đến hôm nay là hết giờ rồi, buổi sau thầy sẽ bắt đầu làm bài tập tiếp bài học bài này để chúng ta điều khiển rất là hay cái bài tập này nữa, rất nhiều bài tập trên rất nhiều bài toán trên cái dữ liệu này nhé. Được, cái bài này các bạn về nhà các bạn làm lại bài này, các bạn có thể copy lại cái bài này, các bạn về nhà làm lại đúng cái bài này cho thầy nhé. Bài này là bài này đang thầy giờ thầy tạo bị thầy tạo clip chiều cao và đang con thấy thầy dùng chiều cao nữa thầy. Cái gì cơ? Cái bài gì? Sao em? Chiều cao là bình thường mà. Đang em thấy thầy tạo clip chiều cao mà đang em thấy thầy trong mấy câu lệnh nó không có clip chiều cao, không có chiều cao thầy. Ở chỗ này gì? Ở chỗ này đúng không? Chưa cần đến, dùng đến buổi sau dùng đến. Hôm nay chưa dùng đến cái này thì vẫn đang tạm bậy đấy. Hôm nay chỉ dùng đến cái ID là một và tên là hai thôi. Chiều cao sẽ dành cho cái buổi học sau. Buổi học sau chúng ta sẽ học đến cái lệnh mà liên quan chiều cao của học sinh. Không phải hôm nay nhé, là buổi sau. Được chưa? Thôi bây giờ chúng ta nghỉ thôi. Bây giờ các bạn ghi lại cái bài này là bài rất quan trọng. Bài này là bài chúng ta ghi vào nhé. Bài này là bài gì? Xếp hàng. Rồi. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Con chào thầy. Chúng ta nghỉ thôi.